Một bộ tin và sống. Xin kính chào quý vị. Xin mời quý vị cùng nghe bài đọc đức tin với tựa đề Chỉ có sự sống mới phát sinh ra sự sống. Cách đây không lâu, tại một kim tự tháp Ai Cập, người ta đã tìm thấy nhiều xác chết được ướp của những người thuộc hoàng tộc Ai Cập. Bên cạnh những xác ướp 3.000 năm đó, người ta cũng tìm thấy một vài hạt lúa. Các nhà khảo cổ đem xác ướp 3.000 năm ấy cất giữ vào bảo tàng viện suốt 50 năm sau đó. Những xác chết vẫn nằm bất động, nhưng những hạt lúa sau vài ngày được bỏ vào chậu đất, tưới một ít nước đã nảy mầm rồi mọc lên một cây mạ xanh tươi. Sau đó, không lâu thành cây lúa, đơm bông kết hạt. Đây là một điều kỳ diệu mà các nhà khoa học không tài nào giải thích được. Sự sống của hạt lúa đến từ đâu mà sau 3.000 năm vẫn có sức mạnh làm lúa nảy mầm, trong khi những xác chết đó dù đã được tẩm ướp và cất giữ một cách cẩn thận nhưng vẫn bất động và nằm yên mãi mãi. Điều khiến cho các nhà khoa học lúng túng không tài nào giải thích được, vì họ khám phá rằng chỉ có sự sống mới phát sinh ra sự sống. Họ thấy hạt lúa đã chết khô hơn 3.000 năm, nhưng khi gặp điều kiện thuận tiện, hạt lúa đã trỗi dậy, mầm sống vươn lên. Sự sống đã phát sinh từ sức sống tiềm tàng trong một hạt lúa đã khô cằn. Sự sống đó đến từ nguồn sống. Như lời Kinh Thánh đã kết thuật lại, sau khi bị chôn trong mộ đá, Cứu Chúa của nhân loại đã sống lại vào ngày thứ ba. Ngài đã nhiều lần hiện ra cho nhiều nhóm người trong suốt 40 ngày, rồi Ngài về trời trước sự chứng kiến của 500 người. Sở dĩ Ngài sống lại và tuôn tràn sức sống phục sinh vì Ngài là Thượng Đế trong thân xác con người. Trước đó, Chúa đã từng phán: Ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi. Còn ai sống tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng? Rằng chương 11, từ câu 25 đến câu 26. Chúa Giê-xu cũng dùng hình ảnh của hạt lúa mì để báo trước sự chết và sự sống lại của Ngài. Chúa Giê-xu phán: Đây là sự thật. Nếu hạt lúa mì kia không được gieo vào lòng đất và chết đi, nó chỉ là hạt giống lẻ loi. Nhưng nếu chết đi, hạt giống đó sinh sôi, nảy nở nhiều. Tăng chương 12 câu 24. Trước khi Chúa Giê-xu sống lại đem sự sống mới, sự sống vĩnh phúc cho nhân loại, Ngài đã trải qua nhiều nỗi đoạn trường, bị khước từ, kinh dễ, bị đòn vọt, sỉ nhục, bị đóng đinh trên thập tự giá, bị tán trong mộ. Đến ngày thứ ba, Ngài đã sống lại sau cõi chết. Vì vậy mà hàng năm thế giới cử hành lễ kỷ niệm Chúa chịu khổ này vì tội lỗi nhân loại và cử hành lễ phục sinh rất trọng thể để mừng ngày Chúa sống lại. Ngày Chúa chết được gọi là Good Friday, tức là ngày thứ sáu tốt lành, ngày con trời hy sinh tánh mạng mình chuộc tội cho thế nhân, và ngày Chúa nhật Chúa sống lại là ngày lễ phục sinh. Ngày Chúa sống lại của Chúa là ngày đầu mùa xuân bên Trung Đông, lúc mầm sống vươn cao. Chúa sống lại để đem lại hy vọng cho nhân loại và đem sự sống mới cho những ai tiếp nhận Ngài. Ngày Chúa sống lại trong tiếng Anh gọi là Easter, mà các học giả cho rằng đến từ tên của nữ thần mùa xuân. Sau khi có nhiều người tiếp nhận Chúa Giê-xu, họ không còn thờ nữ thần do con người đặt ra, mà tôn thờ chỉ một mình chân thần là Chúa Giê-xu phục sinh, là đấng ban sự sống và mùa xuân thực sự cho con người. Từ đó, người ta mới gọi mùa Chúa phục sinh
là Easter. Các học giả khác cũng cho rằng Easter cũng đến từ tiếng Đức là Ostern, có nghĩa là bình minh, là thời điểm Chúa sống lại, Thánh Sử đã ký phục lại. Chúa Giê-xu chính là Thượng Đế trong thân xác con người đến trần gian này, chết phế tội cho nhân loại và mang sự sống mới cho những ai tin nhận Ngài. Người tiếp nhận Chúa chẳng những có sự sống vĩnh cửu ở đời sau, mà trong hiện tại nhận được một đời sống ý nghĩa, sự sống phong phú như lời hứa của Chúa cứu thế trong Thánh Kinh rằng: "Ta đến để chiên được sự sống và sự sống dư dật." Răng chương 10 câu 10. Chúa đến để xua hết tối tăm tuyệt vọng của trần thế. Chúa đến để chữa lành kẻ đau, mở mắt người mù, giải phóng tù nhân, hàn gắn những đổ vỡ của con người. Chúa Giê-xu cũng đang ở đây với quý vị, là những người đang đọc, đang nghe những lời này. Chúa phục sinh đã biến đổi nhiều cuộc đời, đem niềm vui, sức sống cho những ai thành tâm đón mời Ngài vào tâm hồn. Mời bạn hãy đến với Chúa phục sinh hôm nay. Chúa yêu thương bạn.